Hello cả nhà. Buổi tối em tranh thủ em ra em kiểm tra Thái và cũng quay lại cái video để chia sẻ với các bác. Cũng như là đi thăm vườn luôn các bác nhỉ. Đấy. Thì đây là Na Thái của em sau khi đã được xịt thuốc. Đấy, xịt Cali Bo ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã được xịt Canibo rồi thuốc sâu nhẹ, thuốc sâu lưu dẫn nhá, không lại không có mùi á, nên là vào vườn nó không hề có một tí mùi nào luôn. Đấy. Bông đây, bông chuẩn bị nở rồi. Đẹp không các bạn này? Đấy. Em thì em không có thụ phấn các bạn, em không có thụ phấn nên là để cho nó đậu tự nhiên, mình cung cấp đầy đủ bo, canxi, rồi magie. Đấy, đầy đủ hết để cho nó để tăng cái tỷ lệ hạt phấn này thì nó sẽ đậu nó trái nó sẽ cân. Đây, một số cái nở nó rớt cánh ở đây, không biết nó có đậu không đây. Đây. À. Bồng lượng bồng rất nhiều các bác nhỉ. Nhìn đâu cũng thấy bồng thôi này. Các bác nhìn thấy đẹp không? Nào Thái làm bồng già đã không? Đó, đây, cái trái này cái bồng này rớt cánh ở đây không biết có đậu không đây. Đây. Trên này thì rớt tốn quá. Đây. Đó. Thấy cái quả này xanh xanh này không biết nó có đậu không? Lượng bông này chỉ cần nó đậu cho 1 phần 3 thôi là đã ngon lắm rồi các bác nhỉ. Đấy. Đấy, lượng bông này quá tuyệt vời. Ôi trời. Đó. Đấy, chỗ em thì ban ngày bây giờ nó nắng quá các bác ơi. Nó nắng đến tận 36, 37 độ mà. Đấy, nắng quá. Ôi giời, thôi cầm đèn cho đem gì chói lắm con. Đấy, mang đèn đi, chói lắm. Mới hôm nay mới sắm được cái đèn mang khoe. Đây, bồng đựng bồng nó nở đây các bạn này. Đây, từ trong ra ngoài đúng không? Đấy, trong ra ngoài rất nhiều vào vườn na lúc này thơm lắm các bạn. Đập mùi mùi thơm của hoa na nó nở rất là thơm, rất tuyệt vời này các bạn này, bồng nở đẹp không? Đấy. Rất là tuyệt vời. Màn màn bông nở. Đấy. Hy vọng là ngày mai thì nhiệt độ xuống thấp một tí. Không có duy trì ở 36 37 độ này thì không ổn. Chắc là sáng mai em sẽ cho tưới nước qua một lần các bạn. Sáng mai. Sáng mai sẽ cho tưới nước qua một lần để cung cấp cái độ ẩm cho nó chứ nó nắng quá. Đây các bạn này, lượng bông này. Ôi trời ơi các bạn nhìn bông này. Đẹp không? Đó, làm ra lượng bông mình. Đây, bông phải kinh khủng như này. Man man cái nửa bông này. Quá tuyệt vời. Ôi trời cái bông này các bạn này. Đó. Thì chúng ta ép cây đúng và đủ thì nó sẽ đạt được cái tỷ lệ hoa nó ra cỡ này này các bác. Đó. Nếu chúng ta làm cho đúng và đủ này, hoa này các bạn nhìn này. Khiếp. À, đây những cái cây hoa nở ra đây. Đây. Em có xịt Calibo một lần rồi các bác nhé. Ngày hôm qua em xịt rồi. Calibo để em rằng vợi đọt lại. Đấy, em xịt Calibo để em rằng vợi đọt lại chứ không cho đi đọt. Cây nào cũng như cây nào hết. Bông đang rất là đều. Đấy, cho đứng vợi đọt lại. Đống hoa. À, này. Đó. Cho đứng vợi đọt lại để chờ đợi để cho nó dễ đậu trái các bạn. Đấy. Em xịt Calibo nhé, xịt Calibo. Hôm qua có xịt thêm cả một ít cái thằng là siêu ra hoa này. Đấy. Đọt này là vừa các bạn nhỉ, đọt này là vừa tầm rồi đấy. Đấy. Đọt này là vừa tầm rồi. Này nhiều này thụ phấn sao xuể các bác nhỉ. Đấy. Thôi cho đậu tự nhiên luôn. Đấy. Này nhiều nay sao thụ phấn sao xuể được quá nhiều, không có một tí gió nào luôn, oi quá các bạn, nắng nóng oi quá không có tí gió nào luôn. Này. Các bạn thấy vườn của em rất là sạch đúng không, không có con gì trên vườn mà tấn công vào cái cây cả, lại lá rồi các thứ này không có con gì tấn công hết, rất sạch tuyệt vời, rất là sạch. Ở đây có cái em bọ cánh cứng ấy rồi, vừa khoe vừa vừa khen xong gặp ngay cái em này. Đấy.
Em này thì đến mùa này nó bắt đầu nó chui từ dưới đất lên là bắt đầu nó sẽ ăn cái lá. Nhưng mà mùa này cũng ít thôi chứ không có nhiều. Đấy, mọi năm em thấy nhiều lắm nhưng năm nay thì vẫn thấy ít hay là do nó chưa chui lên không biết. Bông là thứ đang là trắng hết cả này. Đó. Rất nhiều. Thì tối nay và tối mai sẽ tập trung nó nở rất là nhiều đây. Đấy. Bông man man luôn. Nhìn bông rất là đẹp. Đấy. Còn điều là thấy theo quan sát của em thấy là cái bông của nó nở là nó không được xòe rộng ra. Hay do chưa cái tầm nó chưa là không biết nhưng em thấy là chưa không được xòe rộng. Đang hé hé kiểu này thôi đây. Đó. Thì tối mai em sẽ tiếp tục quan sát xem là bông na nở kiểu gì. Đó. Bông rất nhiều này. Rất tuyệt vời. Đấy. Em có cung cấp cái giống na thái da vàng này các bác nhé. Giống na thái da vàng rồi túi bọc la thái. Đấy, túi bọc la thái. Vừa chia sẻ với anh em về cách làm này. Rồi những cái video về quá trình làm. Đấy. Thì lúc nó đang sổ nhị thế này thì em rất là hạn chế tưới. Nhưng mà trời nắng quá thì vẫn phải tưới các bạn. Tưới thì tưới lướt qua thôi. Tưới rộng ra ngoài chứ không có tưới tập trung vào trong gốc nhé. Đấy. Tưới để cho mình duy trì cái độ ẩm trong vườn. Duy trì cái độ ẩm của cây chứ không tưới để nó cung cấp để nó phát đọt. Đấy. Tại vì khi mà nó phát đọt thì nó sẽ rụng rất là nhiều. Nên là tưới để duy trì cái độ ẩm thôi chứ không phải là tưới để cho nó đi đọt đâu. Úi trời ơi, bông này. Bông các bác ơi này, bông. Quá nhiều rồi. Nhìn thấy bông không là bông. Lượng bông tuyệt vời. Này. Đó. Hiếp. Đó. Một cây sầu riêng của em đang sổ nhị này các bạn. Em thì em không có tập trung làm sầu riêng. Em chỉ tập trung làm na thái. Bây giờ dội. Đấy. Một số ấy chứ còn sầu riêng chỉ làm cho vui thôi mà tự dưng cái sầu riêng giờ lên giá cao. Nếu tập trung làm sầu riêng có khi lại có tiền đúng không? Nhưng lại không tập trung làm sầu riêng dẫn đến là nhiều người ta thu nhập tiền sầu riêng rất nhiều còn mình thì không có. Đấy. Đam mê cây na thái này cứ theo nó thôi. Đấy. Thu nhập thì không nhiều nhưng mà được cái nó đều đặn các bạn. Một năm hai vụ. Sầu riêng chỉ có một mùa thôi. Đấy. Thì thôi thì có lúc rẻ lúc đắt, biết thế nào được. Ai cũng theo cái đắt thì ấy. Buổi tối bao nhiêu bông đã không. Đó. Thì lúc này em sẽ không phun thuốc nữa các bác nhé, sẽ không phun thuốc nữa. Đấy, không phun phun thuốc nữa mà chỉ có nắng quá thì buổi chiều mát ấy mình sẽ tưới nước qua cho nó một tí thôi. Đấy, cho nó có độ ẩm trong vườn hay nữa là nó duy trì cái lượng nước trong cây không bị để bị héo bông. Đấy. Héo bông là qua thì nó cũng không nở được. Nên cũng phải tưới nước qua chứ không phải là mình bỏ không tưới. Nhiều người cứ bảo sao cây na sổ nhị có phải tưới không, nắng thế không tưới. Vẫn phải tưới các bạn. Đấy, quan điểm của em vẫn phải tưới nhưng mà tưới như thế nào mới là quan trọng. Đấy. Thì tưới lướt qua thôi, tưới đủ độ ẩm mình căn cái độ ẩm đủ để nó cung cấp cái lượng nước cho cây thôi. Chứ không tưới để nó cung cấp thừa nước rồi nó sẽ đi đọt rồi nó bỏ bông nhá. Đấy. Nắng quá thì mình không ấy, nó cần nó nhẹ nhẹ cái nhiệt độ lại cái là em phun chặn đọt ngay. Đấy. Cho nó già đọt nhanh. Đây. Đi đọt này để cho nó đứng lại này. Đó thì bông sẽ đậu rất là nhiều. Đấy. Bông, quá trời bông. Hiệp. Rồi thế các bác nhé, em lên vườn em kiểm tra sơ qua cái vườn na của em này bắt đầu đang sổ nhị tối ngày hôm nay đây. Đó. Thì em sẽ tiếp tục làm những video về quay chia sẻ với các bác về cái vườn na của em trong quá trình làm bông làm trái. Đấy. Nên các bác cứ đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn. Em cũng xin giới thiệu lại, em có bán cái giống na thái. Đấy. Và cái túi bọc na, cả túi bọc giấy và túi bọc rút. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì báo cho em nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Còn không thì các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn đi. Để chúng ta chia sẻ với nhau cách làm. Đấy. Có ý kiến gì các bác cứ bình luận bên dưới. Hoặc là nhắn tin cho em theo cái số Zalo ấy. Buổi trưa, buổi tối hoặc thứ bảy, nhật nhé. Là những thời gian em rảnh. Còn lại thì giờ hành chính thì em tương đối bận. Nên nếu các bác có gọi cho em thì các bác căn vào buổi tối hoặc là buổi trưa. Đấy.
Nhiều bác gọi cho em vào buổi trưa rất là ngại do nghỉ trưa, nhưng mà không sao cả, em đã trao đổi các bác rồi. Đấy. Thì chúng ta như thời gian đó thì có thời gian để trao đổi, chứ còn vào giờ hành chính thì nó hơi vướng cho em. Đấy, nên các bác thông cảm. Đấy, các bác cứ nhắn tin theo cái số Zalo trên màn hình, hoặc là các bác gọi điện cho em. Đấy, để đặt giống hoặc là đặt túi. Đấy. Nói vậy chứ na thái, rồi xoài, rồi ổi, đấy, rồi bưởi đó các bác trồng ấy là chúng ta phải bọc. Đấy. Thực tế na thái này trái rất là to, nên khi chúng ta làm trái xong, chúng ta tuyển trái xong, chúng ta bọc thì chúng ta rất là nhàn, không phải phun thuốc sâu, rồi không phải quan tâm đến vấn đề là nó hỏng trái hay mã trái như thế nào. Tại vì chúng ta bọc được rồi, trái rất là đẹp, bán giá rất là cao nhé. Đấy. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công nhá. Chào các bác. Đấy, cây nào của em rất là to rồi các bác, đúng không? Rất là to rồi, 6 năm rồi. Đấy, cây này bây giờ sắp tới nếu mang trái thì nó phải làm từ 50 đến 70 trái. Đấy. Rất tuyệt vời. Đó. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.